Đây là mình bước vào cửa thứ hai của bảo tàng tranh 3D tại Đà Nẵng nha cả nhà. Đó, do hồi nãy mình có cái điện thoại thành cho nên mình ngưng. Đó, nhìn rất là nghệ thuật. Đó, những cái cảnh này ở ngoài rất là hiếm có nha. Đây nè, theo phong cách cổ điển. Rất là hay. Tha hồ mà quay phim chụp hình luôn. Còn mình khi mình đi vô bên trong kia là còn rất là nhiều cảnh tượng để mà mình khám phá nữa nha. Đó, cảnh tượng như là đang đang vẽ tranh nghệ thuật, rồi đang chơi bài. Đây giống như cô thiếu nữ đang nhìn qua cửa sổ làm gì đó. Anh đứng hả? Nó chui cái đầu vô đó. Này chui cái đầu vô chợ. Đây, bên đây là thế giới của đại dương. Do điện thoại của Tâm cũng gần hết pin cho nên là Tâm cũng tranh thủ quay, rồi chút xíu mình sẽ chụp hình sau ha. Đó, những ai mà muốn chụp hình thì mình chui vô, mình ngồi vô cái con trai đó thì sẽ tạo ra cảnh, hoặc là mình ngồi trên ngay chỗ cái dàn đỏ đỏ đó. Đó, có rất là nhiều cảnh để mà mình tạo. Thật sự ra thì Tâm cũng rất muốn để lại những cái thước phim đẹp cũng như là những cái cảnh để mà mình có đi đâu á cho cả nhà mình xem, nhưng mà điện thoại của Tâm cũng gần hết pin thì Tâm quay được đoạn nào hay đoạn đó ha. Mình vô bên trong kia còn rất nhiều cảnh hay nữa chứ không phải là riêng ở đây không. Đây là thế giới của đại dương, của biển. Đó, còn mình khi mình đi vô bên trong kia nữa rất là nhiều nha. Qua bên đây là tôm càng, cá, rồi huyết rồng, huyết long gì rất là nhiều. Khi mình bước vô không gian này thì mình cảm thấy con người mình nó rất là thoải mái để mà mình trải nghiệm được một cái cảm giác khi mà mình bước vào một cái thế giới ảo ha. Ảo nhưng mà nhìn, mình nói là ảo nhưng mà khi mình nhìn lên là như thật vậy đó. Đó, như nhìn nhìn ông nhà nè, nhìn thấy rất là thật luôn. Do ở đây bóng điện còn hơi phản xạ ánh sáng, điện sáng quá cho nên còn phản xạ ánh sáng, cho thật sự ra mình nhìn y như như là thiệt luôn, gọi là y như thật á. Chắc như thật đó. Vô mình nhìn đàn khỉ, rồi mình thấy thú rừng nhìn rất là thiên nhiên hoang dã. À, nhìn âm hổ rồi, chim cú mèo rồi. Hôm nay mình đi vào ngày này thì cũng ít, thực sự ra cũng ít người đi, cho nên không gian mình chụp hình thì cũng có rất là thoải mái. Đó, gấu cấu trúc. Báo nè, con báo nhìn trên y như là thật vậy đó. Tắc kè nè, kỳ nhâm, kỳ đài. Ở đây người ta có để một cái bảng sáng tạo thảo ga luôn nè. Đó, đây là những cái bảng mẫu, ai thích thì mình cứ mình lên đây để mà mình tham khảo về cái bảng mẫu ha. Đây con cá heo rất là mập, rất là to luôn, đi tha hồ mà chụp hình. Đây là thế giới của chim chóc nè. Ôi trời ơi, đẹp quá luôn. Wow, chim đủ màu đủ loại hết luôn, nhìn màu rất là sắc sảo nha.
Wow, thế giới của loài chim. Wow.